Mặc dù được quy hoạch cách xa khu dân cư, nhưng do tốc độ phát triển nhanh nên hiện nay bến bốc dỡ hàng hóa khu vực bến cảng Hoàng Mai lại nằm ngay trung tâm thị xã. Hàng ngày, với lượng hàng hóa lớn chủ yếu là than đá được bốc dỡ thông qua cảng rồi vận chuyển qua khu vực dân cư nên đã gây ra ô nhiễm môi trường khu vực này. Đã mấy năm nay, gần 50 hộ dân khu vực quanh cảng Hoàng Mai phải sống chung với cảnh bụi than do hoạt động của cảng than Hoàng Mai. Trời mưa thì bùn than lầy lội, trời nắng thì bụi than tràn vào khu vực dân cư. Hầu hết nhân dân khu vực gần bến bốc dỡ than đã có đơn thư đến các cơ quan chức năng phản ánh về tình trạng ô nhiễm môi trường khu vực này. Hiện tại đây trong cái xóm cầu này có bao nhiêu hộ dân và trẻ con là nhiều thì xe của ba doanh nghiệp người ta vận tải là than và đá chảy cả ngày cả đêm nên ảnh hưởng đến môi trường nước về cuộc sống của rất nhiều người dân rồi. Thực tế ở trên gần làng thì cái đường này không phải là đường của nơi người ta làm bến bãi, bây giờ người ta lại cho ra đi làm bến bãi đây. Trời mưa rất bẩn mà trời nắng thì bụi, nhất là những hôm mà cầu than rồi dây tàu bốc lên rồi từ đó là bốc đi chuyển đi chỗ khác. Hội xóm đó là đề nghị là xây dựng làng văn hóa mới, xã văn hóa mới thì phải bốc cái khối than đi. Hiện nay đang nói nhiều về môi trường nhưng mà chẳng ai chú ý về cái môi trường ở đây cả, cho nên là dân ở đây rất khổ, bởi vì quân ở đi xe đó là hắn ngồi trong kính, hắn chắn kín rồi, hắn có chịu bụi đâu, chỉ có dân thôi chịu bụi nó thôi. Cảng Hoàng Mai hiện có 3 công ty chuyên bốc dỡ và vận chuyển than, mỗi công ty có khoảng từ 3 đến 5 máy xúc bốc với khối lượng than thông qua cảng hàng năm khoảng 6 vạn tấn. Theo phản ánh của người dân, vào thời điểm tàu than về cảng, có tới hàng chục xe trọng tải lớn thường xuyên vận chuyển than đi qua khu dân cư nên gây ồn và bụi than cứ theo đó ngày càng nhiều, gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân. Các doanh nghiệp ở đây cũng cho rằng, hiện nay mặc dù đã có nhiều nỗ lực như thuê người quét dọn khu vực cảng, đường ra vào khu dân cư, nhưng việc vận chuyển than gây ra bụi là chưa được khắc phục triệt để. Vì vậy hiện nay, các doanh nghiệp bốc dỡ và vận chuyển than cảng Hoàng Mai đang có đề án để xây dựng bãi rửa xe trước khi cho xe chạy qua khu dân cư. Cái bãi này thì là bãi bốc than đã có từ lâu, 2004 là đã tổ chức bốc xếp than đây phục vụ cho bãi xi măng Hoàng Mai. Này, qua một thời gian này thì tất nhiên bốc xếp kiểu gì thằng cũng có bụi, này, ảnh hưởng đến dân. Thì vừa rồi đó là cảnh sát môi trường đã ra kiểm tra và đã phạt công ty chúng tôi là 20 triệu đồng. Bây giờ phương án tới nữa là công ty chúng tôi là đang làm, tiến hành làm là gọi như một cái bài để là đổ bê tông qua để cho tất cả xe cỏ chạy qua là bơm được sạch sẽ, chạy qua đó. Nhà máy xi măng đang còn làm thì tất nhiên phải có than để về phục vụ. Đấy, theo quan điểm mà cũng theo ý muốn của tôi, thị xã hoặc là chính quyền bên trên mà thấy có điều kiện ở khu vực nào rộng rãi thoải mái hơn thì bố trí để cho công ty có cái nơi tập kết than để phục vụ cho nhà máy xi măng. Và hiện nay, các doanh nghiệp đã có đề án bảo vệ môi trường, trong đó có giải pháp xây dựng bãi rửa xe vận chuyển, thu gom nước thải. Tuy nhiên, việc thực hiện đề án xây dựng bãi rửa xe của các doanh nghiệp bốc dỡ tại cảng Hoàng Mai có được thực hiện hay không, thì đây cũng chỉ là những giải pháp tình thế trước mắt. Chính quyền địa phương và doanh nghiệp cần phải có giải pháp chiến lược hơn, như quy hoạch mở đường riêng cho khu vực cảng, thậm chí tìm địa điểm mới, rộng và thuận lợi hơn. Bởi khi thị xã Hoàng Mai phát triển, nhu cầu sử dụng than ngày càng cao hơn. Lúc đó, cảng Hoàng Mai càng không thể nằm ở khu vực trung tâm thị xã đông dân cư.